điểm mạnh của em là biết nấu ăn, không mít ướt, vui vẻ, với lại là đúng giờ. Còn điểm yếu của em là nóng tính. Mấy sao em thấy em bình thường mà mọi người nói em dữ. Với lại là em đi chợ, em hay để quên đồ ngoài chợ. Cái này lạ sao? Hôm bữa em đi chợ, em để quên cái bịch thịt ở ngoài chợ. Cái xong em về nhà em thấy mình để quên rồi, em suy nghĩ là không biết mình nên lấy không ta. Cái suy nghĩ, cái quyết định em định đi ra chợ đi tìm. Cái em gặp cái chú mà nãy mua rau, em hỏi chú có thấy bịch rau của con không? Trời ơi, có bịch rau mà cũng để quên. Ủa vậy để quên bịch thịt hay quên bịch rau? Quên bịch thịt. Quên bịch thịt sao ra đi kiếm bịch rau? Nói chung là em để quên bịch thịt. Ờ. Trời ơi trời. Nghe cái câu chuyện để quên đó, bạn trai có cảm giác gì? Ủa anh chồng tôi đâu? Dạ cái đấy chắc không dám quên đâu anh. Không dám quên đúng không? Dạ. Đấy, bạn bạn nữ vừa trải lòng mình một chút xíu về tinh thần của bạn ấy. Còn bạn? À, em chắc cho em nói về cái sở thích của em đi. Rồi. Em thì có cái sở thích cũng hơi lạ. Em hay thích đọc mấy cái mà chuyện cười có tính chất và kiểu mà hại não với bá đạo anh. ví dụ. Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha. Con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não quá. Cái tim. Dạ thì có thể là cũng đúng, nhưng mà cái đó là mình nghĩ theo cái cách thông thường. Còn mình nghĩ theo hướng bá đạo mình trả lời vậy thì nó không có gọi là bá đạo. À, thôi tôi biết rồi. Cái gì vậy? Hỏi lắc léo, hỏi đố nữa. Con gì? Con trai. Con trai có Ngọc. Ờ, à, đó là chị biết. Ai biết nghĩ vậy chị? Hay. Đúng là bá đạo. Đố cho anh á, con gái có gì quý nhất? Đó, trả lời bá đạo đi. Cái này em nghĩ chưa ra chị ơi, để hôm nào nghĩ ra đi em nhắn tin em trả lời chị. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ điểm yếu điểm mạnh của bạn, đừng nói điểm mạnh là đố người ta nha. À, dạ không, chắc em nói điểm yếu của em chút xíu. À em hay hát. Hay hát là điểm yếu hả? Dạ tại vì nhiều khi á mà em hát cái dạng như là gặm ngồi cũng hát nghêu ngao, nhiều khi đang ra đường chạy xe cũng hát nữa chị. Nhiều khi á đi tới đèn đỏ dừng cái ta quay qua nó nhánh. Thằng này miệng nó nhép nó bị não hay gì á đó. Đó. Làm thử cái đi, làm thử cái đi. Con biết cái mức độ tới cỡ nào. Thử hả chị? Ờ à, đúng rồi. Chắc em cho em đứng lên cho có nội lực rồi, đúng rồi. À. Đúng rồi. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim ta trót vong thân, ta trót vong ân, mang tôi hoa niên làm kiếm phong trần. Hát hay mà. Dạ, em nói em đâu có nói em hát dở đâu, mà tại vì em nói em hay hát là do mình muốn hát hay là mình phải tập luyện lên để mình mới hát hay được. Đó mà nhiều khi người ta ra đường nó nói ôi thằng này nó bị khùng. Giờ em hát bài gì bá đạo cho chị Tường chứ nghe coi coi. Ủa chị muốn hát em chế lại khúc sau nghe cho rồi, nó bá đạo chứ. Bá đạo nha. Anh sẽ đưa em đi về nhà anh em nhé. Anh sẽ yêu em, thương em chân thành và đến suốt đời. Còn chi ngại ngùng nữa em ơi, còn chi giận hờn nữa em ơi. Em hãy tin anh, em hãy theo anh, ta bấm nút nhanh cùng nắm tay về. Câu cuối cũng được, cũng có bá đạo. Cái này cũng cô gái dữ lắm nè. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ cũng sơ sơ vài mối chị. Vài mối. Với cái mục rùi này, với khả năng ca hát bá đạo vậy, sao tại sao phải cần nhờ tới các Tường với Quyền Linh? Dạ thì cái gì nó cũng có nguyên nhân đó chị. Một tán gái hay lắm hả? Dạ không, tán có gái chiêu... hay thì ế sao ngồi có đây. Có chiêu gì không? Dạ không chị. Chiêu sao được chị, tại vì mỗi người tính cách khác nhau. Nếu chị có chiêu gì xài chung được vậy thì nó giết cũng biết kiếp, nó bán nó lấy tiền vào chết. Cần cái gì nhất ở người phụ nữ? Ngoại hình có quan trọng không? Thì em cũng muốn có ngoại hình là cao một chút. Tại vì mấy chị nha, em cũng tương đối cao cao, không cộng hơn 1m6 không à. Nếu mà lỡ như mà em lấy cái bạn nữ về hơi thấp quá thì nhiều khi tội nghiệp cho bạn ấy. Tôi chỉ hỏi thích cái gì, tôi đâu có cần lý giải đâu. Mà mỗi lần hỏi một câu lý giải dài dữ vậy. Dạ. Một hồi 2 phút nói chuyện làm ơn để cho người ta nói vậy đó. Khó ghê. Khó ghê luôn. À. Hỏi người ta trả lời là không có. Nè. Bữa nay tôi làm mai nha. Ơi chê tôi là chết không? À. Nói chung là cũng chăm sự nhờ chị. Qua bên kia nói tiếp em chút. Nghe không? Nãy giờ ngồi đây cũng nghe rồi. Em lanh quá chị. Ờ anh lanh quá. Em lanh không? Còn hơn em. Em lanh không? Hơi. Đó nãy giờ
do chị đè bên kia không cho bên kia nói. Đúng rồi. Bây giờ mình cho bên nữ nói nè. Rồi đó. hai người nói đi. Rồi không, không. Nãy giờ em nói rồi tới bạn. Rồi. Nãy mình nói hát, bây giờ em hát lại đi. Điều nhục nhã nói em là hát cái gì? Tại vì trước khi em tham gia chương trình này á, là mọi người trong cơ quan có tập cho em rồi. Vậy đó. Chứ em chưa kể hết. Tập xong á, cái em hát giọng cổ rồi hát còn nhạc buồn á, cái họ cười chảy nước mắt, họ kêu em đừng có hát, hát là bạn nam anh bển đi về. Nói chuyện lại anh đâu, hát đi. Dạ, vậy cho em hát em nhắm mắt nha chị. Cũng được. Tại vì em thấy người ta cười em hát không được. Em hát bài chị ông nâu nâu. Nghe cái tựa là người ta cười rồi đó. Nói trước em hát dở nha, nên mọi người đừng có bất ngờ. Chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu, chú gà trống mới gây, ông mặt trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Dạ hết rồi. Nãy anh nói quá, bây giờ em nói lại đi. Trời, làm giật anh mình nha, chào em. Hay mà. Thiệt không anh? Thiệt. Nít nó khoái lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông? Ghét nhất là đàn ông keo kiệt. Nãy quên hỏi vụ này. Chút anh hỏi lại là nhìn lượm thởm á. Không, mà đây lịch sự lắm. Đó gì nữa, không thích gì nữa. Bao đó hả? Vô đó thôi nha. Dạ, còn em thích tiêu chuẩn của em á là người đàn ông cao 1m65 trở lên. Rồi. Khuôn mặt chữ điền, hàm răng trắng đều. Thôi hàm răng đều được rồi, khỏi cần trắng. Mà này cũng lành cho ớn luôn à. Thôi, bây giờ nè, hỏi người nhà em có đi theo không? Dạ, em có cái anh bạn đi theo. Chào anh bạn, thấy cô mình nói thế nào? Dạ, bạn bên này thì rất là xinh, rất là hợp với bạn của em. Ý hỏi mình bình thường nó nhiều vậy hả? Dạ không, bình thường thì do là tính của bạn này cởi mở cho nên rất là thân thiện, chứ không có nói nhiều. Hôm nay lên chắc vui. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với nguyên đội ế. Nguyên một đội ế? Rồi rồi. Dạ, bốn bạn nữ xinh xắn. Dạ. Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào đội ế. Thế này sao? Đầu tiên là anh hài. Bạn em cũng hài dữ lắm anh. Em một rồi anh có ý kiến gì không? Chắc ba em phải đi xóa quá chị. Không anh, đừng xóa anh. Nốt rồi đó, tài vận tốt. Em thích coi bói lắm. Trời ơi, rồi em coi quẻ cho hai người này quẻ coi. Bạn. Con ngày tháng nào được coi em báo luôn. Coi được không? Theo em coi bói, năm 2019 kết hôn được, đẹp. Rồi, cảm ơn bạn. Kéo màn lên, hai bạn sẽ có 2 phút để gặp nhau. Nào, chuẩn bị tinh thần. Hai người quay mặt nhìn nhau. Chào em. Chào anh. Đầu tiên anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Ghét ai một rùi bự hơn một rùi tôi lắm nha, thật sự luôn. Anh thì tính anh thì anh nói nhiều vậy thôi, thật sự anh là rất là nghiêm túc, thành ra trong chuyện tình yêu anh cũng rất là nghiêm túc. Còn em, quan điểm tình yêu em như thế nào? Em theo em quan niệm về tình yêu là sự chung thủy, tôn trọng và chia sẻ. Đúng rồi, anh rất là thích hai người phải chia sẻ và chủ động lẫn nhau chứ. Ủa, anh học chừng nào xong, chừng nào đám cưới? Dạ rồi? Em đang làm luận văn chị. Em bây giờ thì chỉ cần kiếm được cô dâu thôi, nhà ba mẹ rất là ok rồi. Tại thì anh chưa có làm ra được nhiều tiền, tiền đó thì tất cả là của cha mẹ hết. Em làm mấy đó cũng có tiền mà sao em nói em chưa có giữa ba mẹ là sao? Chừng mình gọi là làm thì có tiền, mình cũng phải xài, mình cũng phải sống ăn với chị. Với lại bản thân mình đang là thanh niên nó độc thân thì nói chung mình xài tiền thì nó cũng hơi thoáng một chút. Bây giờ giá tiền tháng mà có 10 triệu bạn dám mua cái điện thoại 8 triệu tặng cho bạn gái không? Dạ không chị. Chứ điện thoại nhiều mua? Em không có cái khái niệm là mua mà tự nhiên mà tặng. Chứ tại vì đơn giản là khi mà mình tặng quà cho bạn á, thì phải có là một cái ý nghĩa gì đó hoặc là một cái gì đó chứ tự nhiên mà nói anh mới lãnh lương anh mua tặng cho em cái điện thoại. Cần gì phải lý do trời, lý do mình tự tạo ra chứ. Sinh nhật tặng, 8 tháng 3 tặng, thiếu gì cơ hội. Thì ý em nói là vậy, phải có một cái cơ hội mới tặng được chứ tự nhiên chị nói là em cứ lãnh lương xong là đem đi tặng. Ủa sao nãy giờ cứ truy bên tôi hoài vậy? Đừng lo em, không sao chứ. Tưởng em nói gì đi em, để người ta nói chị là mai mối mà chị khó tính quá. Em thấy anh nói nhiều. Như nói hay liếm môi anh, em không thích con trai mà nói liếm môi. Ủa liếm môi là sao? Không, bình thường anh không có, tại hồi nãy giờ anh bị khát nước thôi. Không, em không thích cái điểm nào. Ví dụ như lúc mà chị Tường hỏi anh đó là có tặng được không thì anh có thể nói tặng người máu, anh kiếm cái dịp nào tặng chứ nói không làm sốc đúng không? Đúng rồi, hơi bị sốc. Đúng rồi, tại vì em đã nói ban đầu em không thích con trai mà tính toán kỹ. Thế rồi sao khóc vậy? Không chị, em mắt em nó bị ấy. Sao vậy? Bị đau mắt. Chết rồi, được rồi. Bị đau mắt thôi. Thôi tôi ngồi về ghế em, tôi kiểm điểm bản thân là mới được. Khóc hả anh? Không phải, anh bị đau mắt chứ tự nhiên có làm gì đâu, tự nhiên anh khóc em. Nói chuyện với em mà khóc làm như là anh đang coi phim ấy. Đúng rồi. Sao chị? Đâu sao đâu. Nói cảm động khóc luôn. Hình như em có băn khoăn điều gì thì phải. Dạ. Chắc cái điều tặng cái điện thoại với anh. Anh nói vậy. Không phải. Đúng, anh không nghĩ là em băn khoăn điều đó đâu. Tại vì em có khả năng mua được cái điện thoại đó anh. Em không băn khoăn đâu. Thôi cảm giác gì chúng ta sẽ biết sau một vài phút nữa.
Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Tình yêu chân thành sẽ xuất phát ngay từ bây giờ, hay có thể là bạn, các bạn tự suy nghĩ và quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 3 2 Hãy thật sáng suốt để nhấn nút và không nhấn nút. Bắt đầu. Hết thời gian. Bạn có bấm không? Bạn có bấm hả? Nó lên kìa. Một chút hoảng hốt, một chút lo lắng khi mà màu đỏ nó không hiện lên đúng không? Băn khoăn cái điều gì bây giờ mình có thể nói thật luôn? Dạ em băn khoăn về tính cách anh đó, không biết có hợp với em không nữa. Tại em tưởng tượng người trầm tính, ít nói, hiền hiền á. Bạn trai, bạn hiện giờ cảm giác như thế nào? Mình nắm tay nhau, cái đi mình đã đóng nói hẹn hò, mình nắm tay nhau lấy cảm xúc, lấy tinh thần. Nói chung thì chia sẻ thật nha. Dạ, khi mà lên đây thì gặp một bạn nữ xinh thế này thì lúc như người nào cũng phải là sao xuyến trong lòng. Với lại mà bạn này làm bên y em cũng rất là thích, tại vì nhà em cũng có nhiều người hay bị bệnh. Bạn này bạn dữ lắm á nha. Dạ không sao, em nhìn... cái chuyện đó là em chấp nhận. Bạn sẽ quản lý em luôn đó. Dạ. Mình... quản thúc em luôn á. Mình biết anh hả? Anh biết hay gì? Anh biết sao không biết, hiểu không? Dạ.